Trong vai người gửi xe máy, phóng viên chúng tôi đã vào gửi xe tại điểm trông giữ xe nằm trên phố Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Giá vé được niêm yết 2.000 đồng một lượt. Nhưng thực tế, chúng tôi đã phải trả nhiều hơn thế. 5.000 gửi trước à? Sau đây có 2.000 cơ mà. 5.000 một vé. Đây để 2.000 một trong. 2.000 thì 5.000 một vé một đôi không? Không ai gửi 2.000. Đấy, đến 12 giờ là 5.000. Thế còn để... Quá 12 giờ nữa thì phải thêm 5.000 nữa. Chưa dừng lại ở đó, chúng tôi tiếp tục đến một số điểm trông giữ xe khác trên địa bàn Hà Nội. Dừng chân trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Tiếp tục vào gửi xe. Và phí gửi xe nơi đây cũng không khác gì so với những điểm dừng chân trước đó của chúng tôi. Trong này để có 3.000. Về vấn đề này, ông Nguyễn Hoàng Giáp, Tránh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết sẽ sớm thanh kiểm tra những điểm trông giữ thu phí không đúng như quy định. Chúng tôi cho rằng là tất cả những cái trường hợp mà cố tình hoặc là cố ý thu phí trông giữ phương tiện mà không đúng các cái quy định của thành phố, của nhà nước thì chúng ta phải xử lý và xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm này. Tuy nhiên để có một cái căn cứ để xử lý một cách chính xác thì chúng tôi rất là mong là có cái sự hợp tác từ phía của những người dân mà có cái hoạt động gửi xe ở đấy thì nên phản ánh nhanh nhất, kịp thời nhất cho các cơ quan chức năng. Thời gian qua, Hà Nội cũng đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, xử phạt, lập lại trật tự tại các điểm trông giữ xe. Cũng đã có nhiều điểm giữ xe bị lập biên bản, xử lý, nhưng chủ các bãi giữ xe sẵn sàng nộp phạt để rồi tiếp tục tái phạm. Với tình trạng này, cần phải có những biện pháp mạnh mẽ hơn để dẹp loạn phí trông giữ xe như hiện nay.